Xin chào các bạn, mình là Thế Anh, mình đến từ cộng đồng Thanh Đưa Đa, cộng đồng chuyên chia sẻ về các dự án IDO, các dự án IROPOT, các dự án IDO đến từ nhiều nền tảng uy tín và chất lượng cũng như đến từ các sàn giao dịch. Nếu các bạn còn chưa ký kênh thì các bạn nhớ nút subscribe để các bạn đăng ký cập nhật liên tục những dự án mới nhất mà mình thường xuyên chia sẻ được với anh em. Trong video chia sẻ hôm nay, chúng ta hãy cùng nhau đến với dự án CloudPay Network. Tham gia vào dự án hôm nay thì các bạn cần vào link phía dưới phần mô tả video, sau đó các bạn nút start để chat report. Tiếp theo chúng ta nút join group và các bạn làm nhiệm vụ đầu tiên đó là chúng ta tiến hành join vào kênh Telegram đó và các bạn ở lại kênh Telegram. Tiếp theo chúng ta sẽ mở kênh Twitter ra. Trên vụ Twitter chúng ta sẽ tiến hành follow, like, chọn follow tweet. Tiếp theo chúng ta sẽ test vào 50 username Twitter, thêm username vào phần comment và rút tweet. Các bạn thể ấn vào một bài đăng bất kỳ thì ở trong cái bài đăng này nó sẽ có những người bình luận và các bạn sẽ lấy những username của những người khác đấy, để chúng ta tạo thành một nick như mình. Chúng ta lần sau làm rất là nhanh. Ta join vào kênh liên kết, đó là kênh Adopstar, cũng như mở cái Twitter, cái liên kết của Adopstar. Chúng ta tiến hành follow, like và retweet lại bài đăng về dự án CloudPay này. Sau đó thì các bạn mở phần profile ra. Lát nữa chúng ta sẽ khai báo thông tin, chúng ta nút đăng ký. Đây nó hỏi là Game Pass tay cầm, chúng ta sẽ chọn hình ảnh tay cầm. Đến email. Bước tiếp theo chúng ta sẽ gửi địa chỉ VS20 ví các bạn dùng VSTH ở trên Chatcolet hoặc Metamask, chúng ta copy phần địa chỉ VSTH rồi quay trở lại các bạn paste vào. Twitter link, chúng ta copy phần profile của Twitter và ta paste đây. Thời gian gần đây thì mình khá là bận, mong em thông cảm nhé. Số lượng dự án đây không được nhiều lắm, chúng ta tweet vào đem đi. Tiếp theo chúng ta chọn phần thời gian bài đăng này, sao chép phần link này. Chúng ta sẽ paste phần link của phần tweet vào đây. Ta chọn I will join tiếp. Ta cho một trong ba group, từ ở đây thì mình đã join group thứ ba rồi anh em nhé. Chúng ta chọn đồn, ta chỉnh ký. Ok, vừa rồi chúng ta đã cùng nhau chia sẻ về dự án CloudPay Network. Bây giờ thì mình sẽ gửi tới anh em video hướng dẫn. Cảm ơn em đã theo dõi video và xin chào các bạn. Video tiếp theo.